Tam đình ngũ nhạc, khuôn mặt của chúng ta được chia thành 3 phần. Phần bên trên, từ hai đầu lông mày trở lên bên trên, nó gọi là thượng đình, là cái trán của mình. Từ hai đầu lông mày cho đến cái đầu mũi gọi là trung đình. Trung đình là toàn bộ cuộc đời của chúng ta nằm ở đây. Cái này là yếu tố cốt lõi của cuộc đời này. Thằng thượng đình và thằng hạ đình cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng trung đình. Chúng ta để ý, trung đình nó chứa gò má, mũi là một cặp, mắt và lông mày là một cặp, và thêm cái tai nữa. Vậy nó vừa lắng nghe, nó vừa quan sát, nó vừa ý chí nghị lực, nó vừa tính cách, lông mày là tính cách. Nó đủ hết trên khuôn mặt, và nó vừa là gì? Lòng tham, động lực không? Động lực sống mà lòng tham này này. Còn cái động lực sống tiềm ẩn nó nằm ở cái mũi và nằm ở ánh mắt, chứ nó không nằm ở gò má. Còn động lực sống mà nó bộc lộ, nó nằm ở gò má, nó nghiêng về tâm tham. Thì cái này nó là trung đình, tức là giai đoạn các bạn thanh niên và trung niên. Còn đây là giai đoạn niên thiếu, thượng đình giai đoạn niên thiếu. Trán nó chứa não nên nó gọi là trí tuệ. Mũi nó thuộc về nỗ lực của bản thân chúng ta trong sự nghiệp, nên mũi nó gọi là sự nghiệp. Mũi là ý chí, mũi là nghị lực. Mũi cũng nói là chồng, là vợ mình, đặc biệt là chồng. Sự nghiệp của người nữ là gì? Là kiếm được một ông chồng cho ngon, thế là xong. Nên mũi chủ về chồng, chủ về sự nghiệp đấy. Đối với người nam nhìn mũi đoán được sự nghiệp, đối với người nữ nhìn mũi đoán được ông chồng. Nhưng thời buổi bây giờ nhìn mũi người nữ mà ra ông chồng không còn đúng nữa, vì người nữ bây giờ vùng lên, có ngày 8 tháng 3 vùng lên ra ngoài làm ăn. Thì cái mũi của họ hướng về chồng hay mũi của họ hướng về làm ăn? Mũi mà hướng về làm ăn thì nó trở thành sự nghiệp. Mũi hướng về chồng con thì nó trở thành mũi chủ về chồng. Hạ đình là gồm miệng, nhân trung miệng, cằm và cái quai hàm. Thì hạ đình là về già, 51 tuổi trở ra. Có hai cái cách để chúng ta nhìn hạ đình. Một cách là hạ đình đẹp thì về già thuận lợi, con cháu mối quan hệ sống về già thuận lợi, sức khỏe. Hạ đình xấu tức là về già mình cô đơn lận đận. Đây là một cách nhìn của nhân tướng. Cách nhìn thứ hai là cách nhìn theo nhân quả. Trung đình là sự nỗ lực của chúng ta trong gần 30 năm. Toàn bộ nằm đấy, thanh niên và trung niên nằm đấy. Cái sự nỗ lực này mà nó có nhân quả tốt, tức là nó có đạo đức và có trí tuệ, thì mặc nhiên hạ đình sẽ tốt. Bất chấp xấu hay đẹp hạ đình. Cằm có bé một tí, cằm có vẹo một tí, răng có vổ một tí không sao cả. Miễn là cái trung đình này mình làm việc tốt nhiều, tạo nhiều phước ở cái trung đình này, thì về già con cháu đều đề huề, bạn bè quý mến, sống tuổi thọ cao. Vậy theo các bạn góc nhìn nào đúng hơn? Góc nhìn của một người có hạ đình rất đẹp, nhưng toàn bộ cái đoạn này nó toàn làm việc xấu ác thôi, thì nhiều khi chưa xuống đến đây nó đã chết rồi. Đã đến năm 49, 50 nó đã bị bắt, đã bị xử bắn, nó chết rồi. Việc gì mà phải bước đến đây? Nên đoạn này là góc nhìn nhân quả chính xác hơn nhân tướng nha. Rồi. Chúng ta nhìn lên trên bảng. Thượng đình là cái trán của mình, thời niên thiếu. Thượng đình, đây, thời niên thiếu. Trước thượng đình là cái giai đoạn săn con, tức là cái giai đoạn các bạn hút đứa con vào. Trong đạo học thì nó gọi là nghiệp lực của kiếp trước. Đây, trong đạo học nha. Sau đó nó chui vào trong bụng mình, rồi mình sinh nó ra, thì nó ở cái thời niên thiếu, nó nằm đây. Rồi hết cái thời niên thiếu, đến năm 20 mấy tuổi, nó bước vào cái giai đoạn thanh niên và trung niên, là nằm giai đoạn này. Toàn bộ nó nằm ở mũi, gò má, mắt, lông mày và tai nằm ở đây. Vận mạng của nó
đây lông mày 31-34, mắt 35-40, mũi gò má 41-50. Sau đó ngoài 50 tuổi thì về già hậu ạ. Ứng với giai đoạn 51 và 75 tuổi. Tất cả những con số này nó chỉ mang tính tương đối, nó vẫn có thể cò giãn các anh chị nhé, nó không chính xác tuyệt đối đâu. Vậy cái thời niên thiếu các bạn muốn sửa tướng, sửa kiểu gì? Thời còn nhỏ, vài tuổi cho đến năm 15, 20, thậm chí 20 mấy tuổi luôn, 20 mấy 30 luôn. Chúng ta sửa tướng kiểu gì? Chúng ta sửa tướng là giai đoạn đi học và giai đoạn chập chững bước vào đời. Vậy là môi trường đúng là quan trọng nhất. Ba mẹ phải làm gương, thầy cô phải làm gương. Xóm làng phải là cái xóm làng tốt. Thì nó quyết định cuộc đời niên thiếu của mình nó hướng về đâu. Một người mặt mũi rất là đẹp, được sinh ra hài hòa, nhưng lọt vào một cái môi trường quá xấu do ba mẹ không biết cách chọn. Ví dụ lọt vào một cái xóm toàn heroin thôi, thì dứt khoát nó lên khoảng 15 tuổi nó phải nghiện heroin rồi nó chết thôi. Nên cái giai đoạn niên thiếu là lệ thuộc vào môi trường. Môi trường tam bảo, muốn biết môi trường tam bảo là gì, vui lòng học lớp chính kiến một đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Lớp đó online có, anh chị nhá. Sang cái giai đoạn trung niên, thanh niên và trung niên, thì giai đoạn này các bạn tự lập rồi, thoát khỏi gia đình, đi làm được vài năm rồi, bắt đầu lập gia đình, có vợ và có con rồi. Đây là giai đoạn các bạn tự trưởng thành. Tự trưởng thành. Muốn tự trưởng thành thì các bạn phải nắm rõ đâu là những yếu tố cốt lõi để cho mình trưởng thành. Tức là các bạn phải rèn luyện ba gốc cho mình. Sự chủ động để gieo nhân có ba gốc. Ba gốc bao gồm đạo đức, trí tuệ và nghị lực nằm ở đây. Người nào mà gieo đúng cái này thì trung đình nó sẽ thuận lợi và hạnh phúc. Thành công và hạnh phúc nó đến từ đây này. Còn các bạn gieo lệch ba gốc thì có thành công mà không có hạnh phúc. Phải gieo đủ ba gốc nhé, thì thành công và hạnh phúc nó mới đến một lượt. Rồi. Muốn hiểu ba gốc là gì, vui lòng cũng học lớp chánh kiến một. Rồi. Về già, hậu vận có hai cách. Cách thứ nhất, ăn ké con cái do phước của chúng ta nhiều. Và có người muốn ăn ké con cái thì bị nó đuổi ra khỏi nhà do tội chúng ta nhiều. Không biết cách dạy dỗ con cái. Đến khi mình già rồi nó nói khéo, nó bán nhà, nó đuổi mình ra khỏi nhà. Nó chỉ chờ mỗi tài sản của mình chia cho nó thôi. Vậy là do mình không biết cách dạy con, không biết cách hướng dẫn con về những cái điều tốt đẹp. Nên chúng ta tạo tội, để con ra mà tạo tội với con của mình. Rồi có những người về già thì lại sống an nhiên và tự tại. Tức là có con cũng an nhiên và không có con cháu cũng an nhiên. Sống cả nhà cũng an nhiên mà sống một mình cũng an nhiên tự tại. Loại này hiếm, loại này giai đoạn trung đình phải luyện ba gốc cho nó sâu. Đặc biệt phải đi học thiền nhiều lần. Các bạn mà đi học thiền nhiều lần thì tự nhiên cái sự an nhiên tự tại nó xuất hiện. Vậy theo các bạn, cái về già cái nào tốt? Cái ăn ké con cái tốt hay là an nhiên tự tại tốt? Tự chọn lựa nhé. Mười đặc điểm của nhân tướng. Bạn nào mà nắm được 10 đặc điểm này thật chắc mà ra ngoài đời áp dụng được thì xin chúc mừng, các bạn không bao giờ phải học nhân tướng nữa. Và các bạn bắt đầu đi hành nghề được rồi. Đeo kính đen ngồi giữa ngã tư là kiếm được tiền rồi. Đấy. Ánh mắt và lông mày. Ánh mắt là tâm hồn, là ý nghiệp, là tâm tư, là tình cảm. Lông mày là cá tính. Lông mày mọc ngược là cá tính ngang ngược. Lông mày mọc xuôi hiền hòa. Lông mày dựng xéo lên là tướng võ, là tính dữ, tính nóng. Lông mày đứt đoạn là cá tính nó đứt đoạn, tức là lúc thế này lúc thế kia, không bán trước.
Còn phụ nữ bây giờ lông mày cạo trụi xong rồi xăm vào cũng không đoán chứ lắm. Phụ nữ bây giờ rất thần bí, không đoán được vì cá tính đã bị cạo đi rồi. Ngày hôm nay vẽ kiểu này, ngày mai vẽ kiểu khác, nên phụ nữ bây giờ là thiên biến vạn hóa. Sáng nắng chiều mưa mà tối thì long đong phụ nữ. Nên xin chúc mừng các anh bây giờ lấy vợ là rất dũng cảm đấy, rất dũng cảm đấy. Gò má và quai hàm. Gò má là tâm tham, mình ghi tâm tham thì nó hơi nặng, mình ghi là tâm đòi hỏi, tâm mong cầu. Quai hàm là ngang ngạnh. Người mà có quai hàm to vuông là ngang ngạnh. Người mà ngang ngạnh vừa vừa thì tốt, tức là nó có sự quyết liệt. Nhưng ngang ngạnh quá thì cái tôi nó lớn, thì sinh ra phạm trắc, sinh ra không sống được với ai. Quai hàm bé quá thì sinh ra nhung nhược, vì nó thiếu tính quyết liệt, nó hiền quá. Đó. Chán và mối. Chán là chứa não nên nó gọi là trí tuệ. Nên một người chán cao, chán đẹp, chán sáng là người có trí tuệ hơn người. Mối là nghị lực, mối chủ về nghị lực nha. Đầu mối và xung quanh khuôn mặt là sự phúc hậu. Cái đầu mối của chúng ta mà nó nhỏ nhỏ như một phù thủy như thế này thì gọi là toan tính, vì nó ít phúc hậu. Đầu mối mà nó to bằng nắm đấm ở giữa mặt như quả cà chua là người phúc hậu. Cộng với tổng quan khuôn mặt, xung quanh khuôn mặt tổng quan, nhìn cái nét nó hiền hòa phúc hậu, hợp lý là người phúc hậu. Ở đây để tôi chiếu cho các anh chị xem nhá. Đây. Đầu mũi này là to hay bé? To hay nhỏ nhỏ? To. Mũi này là mũi ông già Noel hay mũi mụ phù thủy? Ông già Noel, nên mũi này là mũi phúc hậu, mũi thiện lương. Tổng quan khuôn mặt nhìn có tương đối hài hòa và hướng thiện không? Cảm nhận thôi, không cần chứng minh. Tổng quan khuôn mặt cũng hài hòa thiện lương. Vậy người này làm việc thiện thì tốt, làm việc xấu không làm. Các bạn lấy một ông chồng mà có tính cách như thế này nhé. Các bạn nói ông đi làm việc thiện nguyện hoặc đem đi cho cái gì ông vui lắm. Và bảo thôi, cơ quan của anh dư mang về cho em đi. Cái chỗ đó biển thủ được lấy về ký nháy kiếm thêm mấy phần trăm, 20% về cho em, ông không làm được đâu. Những người này không làm việc gian ác được, có xu hướng chỉ là việc tốt thôi. Mà ông này tai to mặt lớn, bác này tai to mặt lớn nên làm quan được. Nhưng làm quan trên nền tảng phải đạo đức, tức là cái nơi làm quan nó phải có đạo đức bác mới làm được. Còn cái nơi làm quan mà nó thiếu đạo đức, bác này không làm quan được. Mà không làm quan được thì sẽ quay về làm nhà nghiên cứu thì là được. Nha. Rồi các bạn nhìn mũi, đây thì nó nhỏ nhọn hơn. Người phương Tây mũi nhỏ nhọn. Mũi nhỏ nhọn thì toan tính. Nhưng các bạn để ý người phương Tây, chiến tranh thế giới là người phương Tây gây ra không? Vì nó toan tính. Nó nhìn sang những nước nghèo, nó thèm tài nguyên thiên nhiên, thế là nó đắng. Đấy có phải là sự toan tính không? Nên người phương Tây là mũi nhỏ nhọn và cao. Mũi cao là nghị lực hơn người, nhỏ nhọn là hay toan tính. Đấy là đầu mũi và xung quanh khuôn mặt. Lời nói là khí. Lời nói có uy lực không? Lời nói có trầm ổn không? Lời nói có đay nghiến không? Lời nói có yếu và hụt hơi không? Lè nhè không? Đi nhậu là lời nói lè nhè. Những bạn nào đi nhậu bị phá hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, ánh mắt khi đi nhậu nó lờ đờ và nó có tia máu đỏ. Lâu dần mất thần không còn nữa. Giọng nói khi đi nhậu lâu ngày nó lè nhè, mất khí. Cái cây mà nó mất thần khí, tức là nó mất nhựa sống thì sẽ chóng chết và sự nghiệp khó thành. Nên những bạn nào đi nhậu nhiều quá không nên nha. Đi đứng chính là cốt cách. Có người đi đứng hấp tấp, có người thì đi nhanh, có người thì đi từ tốn ổn trọng.
Có người thì đi nhanh nhưng mà nó mạnh mẽ. Cái người đi nhanh mà mạnh mẽ là tiếp người là tướng võ. Cái người đi đứng từ tốn và ổn trọng là tiếp quan văn, mà quan văn có nội lực ấy, hoặc là tiếp những người có tu tập. Còn hầu hết của chúng ta, một là đi lờ đờ, hai là đi hấp tấp. Đi lờ đờ là người u lì, đi hấp tấp là người tính cách nóng vội, không tốt. Gân xương, gầy xương và mập tròn là dương và âm. Dương và âm nãy chúng ta chia sẻ rồi. Thần là ánh mắt. Ánh mắt từ nãy chúng ta cũng xem vài ánh mắt rồi, chúng ta hình dung được phần nào rồi. Phản ứng khi gặp bất ngờ, khó khăn, quyền lợi. Phản ứng khi gặp bất ngờ chính là hành vi và thái độ sống, chính là nghiệp nó trồi lên. Chúng ta bắt một cái trường hợp nào đó nó lọt vô mình nhìn thấy và mình phản ứng với nó, tức là tâm của chúng ta bắt cảnh, tức là cái vô thức của chúng ta, nó vô tình nó nhìn thấy cái cảnh đó, nó thích và nó bộc lộ ra. Thì đây nó là một dạng của nghiệp. Nghiệp lực nó trồi lên, thói quen nó bật ra. Khẩu khí là nội dung của lời nói, thể hiện hoài bão lý tưởng. Khẩu khí là nội dung nhá. Còn lời nói này này là chất lượng của âm thanh này. Là nghiêng về khí, còn thằng này nghiêng về khẩu khí. Ví dụ Trương Phi giọng nói oang oang là khí mạnh, nhưng mà khẩu khí thì lại hay đòi đi nhậu và hay đòi đi đánh giết, tức là khẩu khí thì lại kém. Cái khẩu khí nó hướng về điều ác, nhưng khí thì nó mạnh nên sẽ làm được nhiều việc ác. Vì làm được việc ác, giết luôn cả lính của mình, nên một ngày đẹp trời lính nó cay mũi nó giết lại. Thế là Trương Phi bị chết vì chính lính của mình đâm chết. Học nhân tướng không phải để biết người, nhưng học nhân tướng sửa mình. Sửa mình quan trọng hơn biết người. Bạn nào học nhân tướng mà chỉ biết người mà không sửa được mình, bạn đó chưa đi vào nhân tướng. Bất cứ một môn học gì, việc đầu tiên là phải phát triển được chính mình cái đã. Nhân tướng là một môn học thống kê về nhân dạng của con người, đặc biệt qua khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói và hành vi. Khuôn mặt thì gọi là bộ vị, hình tướng này. Ánh mắt, giọng nói gọi là thần khí, đúng không? Còn hành vi và thái độ sống gọi là nghiệp của họ, cái nghiệp quá khứ. Còn nếu mà mình nói kỹ hơn là mình nói thêm cốt cách, xương. Xương nó vận hành ấy. Nhà. Thì các bạn mà hiểu được về nhân tướng thì các bạn hiểu hơn về con người, về mình, sửa mình, biết người. Lưu ý nhé, học nhân tướng không phải để biết người, nhưng học nhân tướng sửa mình. Sửa mình quan trọng hơn biết người. Vì nó làm cho các bạn phát triển được bản thân. Bạn nào học nhân tướng mà chỉ biết người mà không sửa được mình, bạn đó chưa đi vào nhân tướng. Bất cứ một môn học gì, việc đầu tiên là phải phát triển được chính mình cái đã. Nếu không đạt được cái chuẩn đó, tôi đánh giá môn nó không đáng học. Học phải để phát triển bản thân chứ. Đó. Ứng dụng trong chọn bạn, chọn đối tác, chọn vợ, chọn chồng, tùy à, các bạn nói, môn này học xong rồi là ế tăng lên gấp đôi, rất nguy hiểm à. Vì tiêu chuẩn lúc này mình có rồi, ngày xưa mình không có tiêu chuẩn nên chọn đại, cứ thấy anh đã thích là lấy thôi. Còn bây giờ thích là một chuyện, nhưng phải nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn tai, nhìn ánh mắt, nghe giọng nói như thế nào, to cao đẹp trai mà giọng nó dẻo dẻo là nghi liền có sở khanh không. Đấy. Ứng dụng trong quản trị nhân sự, sắp xếp và đào tạo à. Các bạn nhân tướng học mà các bạn sắp xếp khéo thì tôi thấy nó hay hơn DISC rất nhiều. Mà các bạn để ý học DISC ở phương Tây là các bạn lâu lâu được học miễn phí, còn bình thường phải đóng 500 đến 1 triệu là học của người Việt nhé. Còn các bạn học đúng người thầy nước ngoài dạy là 35 triệu một khóa DISC 3 ngày nha. Đó, vợ tôi là học mấy khóa đó rồi đó. Nên các bạn hiểu được, các bạn dễ sắp xếp hơn. Rồi các bạn bình tĩnh, thấu đáo hơn trong nhân sự. Các bạn tuyển một người vô, các bạn ước chừng người này có cái tính phản phúc, thì thường 1 đến 2 năm nó sẽ nghỉ việc. Dù các bạn giữ kiểu gì nó vẫn nghỉ việc. Vậy nếu các bạn biết chắc 1 đến 2 năm nghỉ việc thì các bạn làm gì? Sử dụng nó theo dự án, chứ đừng giao những trọng trách mang tính bền vững lâu dài. Như vậy là các bạn
thấu đáo hơn trong nhân sự thì các bạn dùng người mà các bạn rất an vui. Rồi các bạn nhìn cái người mà biết tâm tham nhiều, trả lương nó cao lên một tí thế thôi. Còn mấy cái khoản khác không cấp, nó thích lương cho mỗi lương thôi vì tâm tham nó mạnh. Còn có những người họ không thích lương nhé, các bạn tăng lương không có ý nghĩa gì đâu. Cái người mà nó nghiêng về mặt lý trí, các bạn phải nói trên nền tảng của hiểu biết thì họ lại làm việc rất nhiệt tình. Lương thưởng chỉ tác động rất ít thôi. Đó. Thì mình thấu đáo hơn thì mình dùng người nó an vui rộng lượng. Và đặc biệt là nếu các bạn lập gia đình thì các bạn biết ông chồng hay bà vợ này khi nào thì chia tay, nên rất an vui và rộng lượng khi người ta đòi chia tay. Đấy. Rồi khi người ta dọa mình chia tay, mình còn biết khi nào thì nó quay về trở lại cơ. Vì khi dọa mình chia tay mà ánh mắt của nó bất an, sợ hãi thì nó dọa thôi, 3 hôm sau nó quay về trở lại. Tự động các bạn biết à? Không khó đâu. Nên môn nhân tướng là cũng là một môn bổ sung. Các bạn mà nào làm nghề sinh chắc vân tay thì nhân tướng bổ sung tuyệt vời đấy. Nhân tướng nó chắc hơn, bổ sung rất tốt. Đi tư vấn sinh chắc vân tay mà không biết nhân tướng thì tư vấn miên man luôn. Biết nhân tướng không, tư vấn gọn co gọn lại. Môn nhân tướng thì có 3 cái chìa khóa rất quan trọng mà hầu như các sách nhân tướng nó viết một cách sơ sài. Đó là phương pháp học nhân tướng là gì, sách nhân tướng không viết. Sơ đồ nhân tướng là gì, sách nhân tướng có ghi mà ghi trong một trang, lẫn vô hàng trăm trang không ai biết, đó là sơ đồ nhân tướng. Và giải mã nhân tướng thì gần như không sách nào ghi. Các sách nhân tướng chỉ ghi duy nhất có một câu thôi: tâm sinh tướng và đức năng thắng số, hết. Hai câu đó tôi bảo đấy không phải là lời giải. Vì chúng ta đọc xong chúng ta cũng có sửa được mình đâu. Nên đấy chưa phải là lời giải. Thì giải mã nó là thế, nó có 3 món ăn chơi này. Thì khi nào mà các bạn nắm được thật chắc mấy cái món này này, thì từ đó các bạn sẽ xem được nghiệp lực quá khứ của mình phần nào. Người nào mà hơi rõ nét là xem được đấy nhé. Rồi xem được mạnh yếu của mình, để từ đó các bạn phát huy hay là khắc phục nó. Rồi các bạn chọn bạn bè sếp này, chọn người yêu để đối nhân xử thế. Đặc biệt mối quan hệ vợ chồng, môn nhân tướng là môn number one. Trong quan hệ vợ chồng tôi thấy môn nhân tướng nó chính xác đến 90%. 10 cặp mà các bạn tiếp xúc với cả hai vợ chồng chỉ khoảng nửa tiếng đến một tiếng là các bạn đoán biết những cái xung đột của họ là gì luôn. Và xung đột nó đến từ ai các bạn biết được luôn. Và giải pháp là gì biết được luôn. Nên tư vấn về mối quan hệ, đặc biệt hôn nhân và gia đình, nhân tướng là cái môn cực kỳ hay. Ở đây những bạn nào học cái môn của thầy, thầy gì mà tìm về chính mình gì đó, NSC gì đó, đúng không? Thầy ENS gì đó. Còn thầy VAT là khác, thầy Manit, thầy VAT là NLP lại khác nữa. NLP là nó giải mối quan hệ ở diện rộng, gia đình là một mảng, còn thầy Manit chỉ thuần giải quyết mối quan hệ trong gia đình là nhiều. Đó. Thì dạng như vậy tôi thấy nhân tướng nó giải bài toán nó nhanh hơn rất nhiều. Nó rẹt một cái vô đến tận nguyên nhân luôn, nhìn tận gốc luôn. Và giải pháp của nó thì các bạn phải nhớ, giải pháp tận cùng của nhân tướng là nhân quả. Tại sao mắt các bạn trợn? Tại sao mắt các bạn rớn rác mà không có bình tĩnh? Mắt rớn rác là tâm bất an, đúng không? Vậy tâm bất an là nhân, quả là mắt rớn rác. Rồi tại sao tâm bất an? Là cái tâm này nó phải bất an lâu rồi, không phải bây giờ nó bất an đâu. Tức là trong quá trình nuôi nó từ nhỏ đến lớn, môi trường tác động hoặc nghiệp quá khứ đã làm cho nó bất an. Mình phải xét cái đó. Thì cái đó các bạn phải có cái nền nhân quả các bạn mới suy ra được. Nên khi học nhân tướng các bạn hiểu được cái đó thì cái giải pháp nó dễ. Tất nhiên có giải pháp rồi, họ làm được hay không lại là chuyện khác. Thấy họ yếu bảo chạy bộ đi, họ về chạy hay không chuyện của họ, đúng không? Nhưng chuẩn đúng bệnh thì cái môn này chuẩn rất hay. Trong những cái đối nhân xử thế giữa bố con, mẹ con, nhân tướng nó xem cũng rất nhanh. Xem họ nói chuyện với nhau xong quan sát một hồi biết nó bị bệnh gì luôn. Có những phụ huynh vào trong trường Tuệ Đức, đi soi Tuệ Đức khoảng nửa tiếng đồng hồ, khen chỗ này, chê chỗ kia các kiểu,
ăn mặc rất đẳng cấp, rất chỏnh chẽ, giống như con nhà giàu. Hai chị đi vào, tức là làm sếp ở đâu tôi không biết, nhưng trong đó có một chị là mặt vuông, chữ điền, ánh mắt dữ và có tia máu đỏ trong mắt. Lời nói rất là uy quyền, nhưng ẩn đằng sau cái uy quyền đó là sự cay đắng. Tôi nghe tôi nhận ra, tôi bảo chắc chắn gia đình của chị lục đục rất nặng, hoặc đứa con của chị dứt khoát nó không nghe lời chị. Nếu không phải hai tình huống này thì con của chị có vấn đề về tâm lý, tự kỷ hay cái gì, hay bị đào tôi không biết. Nói xong lúc đó có chị bạn đi cùng, chị im lặng chị không nói gì hết. Lát sau đi về, chị dắt chị bạn kia đi về, xong chị lộn trở lại trường, chị gặp tôi. Gặp ngồi xuống bàn một phát khóc hu hu luôn. Con của chị bị bệnh đau, bị cái bệnh, bị hơi thần kinh từ nhỏ. Và chị đã cố gắng chị dạy nó mà không thành. Và mối quan hệ của chị với chồng xung đột khủng khiếp. Ở với nhau cho có vì đứa con, đụng cái thế ngay, nhìn mặt nó trổ ra rồi. Thì những tình huống nó rất nhanh. Nhưng các bạn hiểu một số cái mối quan hệ nó từ đâu ra nhanh, không khó đâu. Những tình huống điển hình nó xem nhanh vô cùng. Còn những tình huống chung chung nó mới khó xem nha. Rồi. Bổ sung rất tốt cho sinh trắc, hướng nghiệp, nhân sự, xây dựng đội ngũ. Xây dựng đội ngũ nhé. Và nhân tướng học nó quan sát mọi lúc mọi nơi. Nhân tướng học là cái môn trá cân, nó bảo mày xòe tay ra xem tay chủng gì khỏi cân. Vì lúc nào mặt nó cũng dơ ra. Môn nhân tướng học chỉ bí khi đến cái đám Hồi giáo nó bịt mặt, còn mỗi hai cái mắt không xem được rồi. Nhưng hai con mắt bản chất vẫn xem được nha, vì nó là thần. Mắt chứa thần, nhìn thần đoán tính. Đó. Bạn nào mà đi được hết 10 món ăn chơi này là bạn giỏi. Về nhà các bạn cứ ôn đúng 10 món ăn chơi này, trong này nó có cả thần khí này. Phản ứng khi gặp bất ngờ, khó khăn, quyền lợi chính là hành vi, thái độ sống này. Đây là thần này, đây là khí này, thấy chưa? Đi đứng hay gầy xương mập mạp chính là cốt cách này. Nó đủ hết nha. Nên nó là đủ 4 cách xem tướng đấy. Rồi, và trong nhân tướng học, ở đây có bao nhiêu bạn chưa học nhân tướng học? Cũng nửa lớp rồi đúng không? Vậy nói được, còn bạn nào học rồi thì thôi nghiến răng ngồi nghe tăng nghị lực rồi. Trong nhân tướng học nó xem trung thành phản phúc khá dễ. Nó xem được cái người hay mơ mộng và người thực tế cũng rất dễ. Có những cô mặt mũi rất xinh xắn nhưng chán rô mũi tẹt, rất hay mơ mộng. Mà mơ rồi thì nó hay bay bay. Thì trường hợp đó gì? Ông chồng kéo xuống mặt đất. Không kéo xuống mặt đất thì khổ. Vậy thôi. Đó. Và người nào họ hiểu cái này tự động họ kéo họ về. Đó. Nhà thì nó là mấy cái dạng này. Đó. Nhân tướng là xem bói là cạn nhất. Nhân tướng là nhân sự, tức là biết tuyển, biết dùng là tốt hơn. Nhân tướng hiểu về nhân quả thì trao được giải pháp. Đó là ba cái cấp độ của nhân tướng. Và đây là 4 cách xem tướng. Nên rất nhiều bạn quăng cái hình lên trên mạng nhờ xem. Quăng cái hình lên trên mạng nhờ xem là xem được cách số 1 thôi. Toàn bộ 2, 3, 4 không xem được. Nếu xem cũng đoán mò được một chút thần, không xem được khí, xem được thần. Ánh mắt chụp hình nhiều khi vẫn thấy. Đó. Nên rất khó xem. Xem đoán được nhưng mà xác suất trúng không cao. Các thầy tướng tại sao họ đoán rất là đúng? Vì những cái gì sai họ không ghi vào trong sách. Gì nữa? Các bạn làm cái nghề thầy tướng, các bạn xem một ngày khoảng 5 ca. Đúng không? 3 ca đúng, 2 ca nó tầm bậy. 2 ca tầm bậy các bạn có ghi vào sách khi đến cuối đời không? Các bạn sẽ ghi chép lại những ca đúng thôi. Vì các bạn có xem xong các bạn có nhớ gì đâu. Khoảng tháng sau quay lại, ca nào đúng nó mới xem, nó mới quay lại chứ. Nó quay lại thì các bạn mới ghi vô. Thành cái tình huống điển hình nó ghi vô thì nó thành sách nhân tướng. Nha. Đó. Bạn nào mà đi hết 4 cái mảng này này, tôi khẳng định chính xác đến 99%. 4 cái mảng này. Vì nó có dính đến nghiệp nữa này. Hành vi và thái độ sống là nghiệp. Đụng được vô đến nghiệp là rất sâu rồi. Nha. Nên cái hướng nghiệp không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta không hiểu về nghiệp mà hướng nghiệp là hơi bị mơ mộng. Chúng ta làm cái hướng nghề thì được, còn hướng nghiệp chưa chắc hướng được. Phải hiểu cái nghiệp của cái đứa trẻ nó vận hành mình mới hướng được nghiệp. Còn nghề thì dễ,
nó thích cái gì, nó có vẻ giỏi giỏi cái gì, và cái nghề nó kiếm được tiền hướng cho nó đi đó. Rồi đây tam đình ngũ nhạc nha. Mặt mũi anh chàng này là mặt mũi phúc hậu hay là dữ tính? Phúc hậu đấy, các bạn có học nhân tướng đâu vẫn nói được mà, thấy chưa? Nên môn nhân tướng ai cũng biết, nhưng chúng ta không đúc kết. Ai cũng biết môn nhân tướng. Các bạn lấy vợ lấy chồng có phải nhìn mặt nhìn mũi hợp nhãn mới lấy không? Vậy đấy là các bạn có sự chọn lọc của mình trong não rồi đấy, không ghi ra thôi. Và đây là 8 cách biết tướng của ông Trần Hưng Đạo. Thì ngày hôm nay thời gian không nhiều, cũng không nói được các bạn cách này. Tức là những cái vị tướng giỏi ngày xưa họ xem tướng kiểu gì mà họ chọn được những vị tướng đại tài, họ chọn được Phạm Ngũ Lão, họ chọn được Yết Kiêu Giả Tượng. Tại sao? Thì họ có cách của họ các bạn. Bất cứ một môn học gì, việc đầu tiên là phải phát triển được chính mình cái đã. Hiểu sự vận hành của tự nhiên dẫn đến các bạn thuận thiên mà hành động. Biết cương, biết nhu, biết tiến, biết thoái theo hoàn cảnh. Sửa mình để sống hợp lý, hài hòa hơn với tự nhiên. Mình thấy cái tự nhiên nó vận hành như vậy thì mình tìm cách mình sống hài hòa hơn với nó, chứ không phải mình chống lại nó. Con người mà chúng ta sinh ra nhân tạo là chúng ta hay tìm cách chống lại tự nhiên. Và trên cái nền tảng của cái năng lượng này thì có một quyển sách rất nổi tiếng gọi là quyển Luật Hấp Dẫn. Đó, chúng ta đang thực hành rất nhiều đúng không? Các bạn đang thực hành ở trên mạng, tôi thấy nhiều bạn thực hành 28 ngày cảm ơn đó. Là dùng cái quyển này rất nhiều đúng không? Tỏa cái năng lượng lượng biết ơn ra trong 28 ngày liên tục. Đó. Ngày nào cũng phải về viết một trang A4 toàn câu cảm ơn thôi. Ngày hôm đó có thằng nào nó chửi mình thì phải viết nó nhiều nhất. Cảm ơn anh Nguyễn Văn A vì đã chửi tôi, cứ viết đi viết lại. Xong viết xong phải đăng lên Facebook nhé. Phải tuyên bố trước bàn dân thiên hạ. Đấy. Xong ngày hôm đó ngồi ở bàn làm việc, làm với cái máy tính nhiều, phải ghi cảm ơn cái bàn làm việc, cảm ơn cái máy tính của tôi, phải ghi hết đi. Mọi người ghi rất chăm, và người nào ghi liên tục trong 28 ngày như vậy thì họ bảo cuộc đời của họ lật sang một trang mới. Họ giảm hẳn tâm đố kỵ với những người xung quanh. Gần như cái tâm đố kỵ nó biến mất, giảm hẳn đi. Và họ đối xử với mọi người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó, họ áp dụng cái quyển sách này này. Rồi, luật hấp dẫn là trung tính. Nó có thể giúp bạn, cũng có thể làm bị tổn thương. Luật này có thể được xem như một biến thể của luật nhân quả hay quy luật gieo và gặt. Đó, tức là các bạn hấp dẫn bằng lời cảm ơn hay các bạn hấp dẫn bằng lời chửi thề. Các bạn viết một trang toàn chửi thề xong đăng lên Facebook cũng được, thì nó sẽ hấp dẫn những cái gì hao hao chửi thề nó kéo về mình. Vậy bây giờ có câu hỏi các anh chị. Mình hiểu cái này được một phần, thế làm thế nào để quản lý cái năng lượng này? Mình biết là mình tỏa ra những suy nghĩ tốt, những cái năng lượng tích cực thì nó tốt cho mình. Mình tỏa ra những thứ tiêu cực, xấu ác là không tốt. Làm thế nào để quản lý trong từng giây phút? Làm thế nào để quản lý cái năng lượng đấy? Nó là môn học gì? Môn học gì mà nó quản lý cái năng lượng của mình từ trong suy nghĩ? Môn thiền. Lát nữa sẽ nói về thiền để các anh chị hình dung. Rồi. Rồi, bây giờ nói về tôn giáo nhé. Tôn giáo có phải là chúng ta liệt cứ mọi tôn giáo chúng ta đều ghép cho chữ tâm linh đúng không? Tức là chúng ta không đo lường được nó, thì chúng ta gán nó là tâm linh. Gì nữa? Còn một ngày đẹp trời các bạn đo lường nó xong rồi thì tôn giáo nó thành khoa học. À, tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ bao gồm cả tự nhiên và tâm linh. Nó phải được căn cứ trên cảm nhận phát sinh từ kinh nghiệm của tất cả mọi thứ tự nhiên và tâm linh. Kinh nghiệm tức là thực chứng, các bạn phải thực nghiệm thấy được nó nha, như một sự hợp nhất đầy đủ và ý nghĩa. Đạo Phật trả lời cho những sự mô tả này, nếu có một tôn giáo có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện đại, đấy sẽ là đạo Phật. Đây là câu của ông Einstein. Tôi trích ra thôi nha, tôi trích ra để cho anh chị hình dung thêm. Các bạn thấy không? Cái năng lượng não ông này nghĩ nhiều quá nên tóc ông này mọc cũng bất thường, dựng hết lên. Năng lượng ở bên dưới vận hành rất mạnh nha. Rồi,
Vậy những môn nào chúng ta hay thấy nó kỳ bí là chúng ta nhét nó gọi là tâm linh, đúng không? Cứ cái môn nào mà các bạn học thấy nó kỳ bí, các bạn thằng này nó tâm linh ghê. Đây tôi liệt kê sơ bộ 10 món ăn chơi các bạn hay gọi nó là tâm linh. Vậy đây là những cái môn mà các bạn kỳ bí này. Yoga bây giờ các bạn thấy nó ít kỳ bí, chứ còn yoga mà cách đây 20 năm là kỳ bí lắm đấy. Nên đây là những cái môn mà các bạn thấy nó kỳ bí thì chúng ta gọi là tâm linh. Một ngày đẹp trời các bạn sẽ thấy chả cái môn nào là tâm linh cả. Chỉ cần khoảng 200 năm nữa nhiều khi chả còn môn nào tâm linh. Máy nó đo được hết rồi, các bạn chứng kiến nó từ nhỏ đến lớn thì hết tâm linh rồi. Cái môn châm cứu có tâm linh không? Các bạn có chứng minh được kinh lạc nó chạy trong cơ thể của mình không? Các sợi dây kinh lạc không ai chứng minh được. Nhưng cứ cầm cái kim chích nó vào đó bụp một cái thì nó ra một cái tác dụng. Và cái người đang đau chỉnh cái hết đau. Và nó hệ thống kinh lạc là hàng nghìn kinh lạc lận. Bạn nào nghiên cứu kỹ về đông y sẽ thấy cái này. Ngày xưa tôi không hiểu hàng nghìn cái sợi dây kinh lạc. Nhưng về sau thông qua học lời của Phật dạy thì tôi lại phát hiện ra, các bạn muốn hiểu về đông y buộc phải học thiền. Vì thiền sinh ra thần thông, hệ thống kinh lạc là những cái hệ thống năng lượng hoạt động ngầm mà dùng mắt thường và máy thường không đo được. Nó là dạng năng lượng rất đặc biệt thì phải dùng thần thông mới nhìn thấy được. Nên bạn nào nhập định sâu mà muốn có thắc mắc về hệ thống kinh lạc, tôi đảm bảo 1-2 năm là nhìn thấy. Nó sẽ nhìn thấy toàn bộ nó chạy trong cơ thể của mình thì các bạn mới vẽ lại được. Chứ còn không, người bình thường làm sao vẽ được một cái bức hình lăng nhăng khoảng vài trăm cái đường dây nó chạy lung tung trong cơ thể, không vẽ được đâu. Thì có rất nhiều thứ chúng ta gọi là tâm linh đó. Thì rất nhiều môn tôi chưa được học. Môn này tôi học rồi, tôi học từ hai ông thầy xong tôi chả thấy nó tác dụng gì. Tôi chả thấy mở được luân xa ở đỉnh đầu cái gì cả. Rồi mấy cái luân xa xanh đỏ tím vàng tôi thấy mở hoài cũng không được. Nhìn bụng mình vẫn thấy màu da vàng, chả thấy xanh đỏ tím vàng. Nên quyết định bỏ đó. Là hai vị thầy đều mở cho tôi. Ngày xưa tôi đi học thầy Dư Quang Châu, sau đó một thời gian này tôi học thầy Ngô Đức Vượng, thì cả hai ông thầy đều mở luân xa cho tôi. Tôi chả thấy mở được cái gì, đâm rồi sau tôi bỏ. Nhưng rất nhiều người học cảm xạ thì lại hết bệnh. Thế mới kỳ lạ. Rất nhiều người theo cảm xạ học khoảng nửa năm là họ hết bệnh. Vì bệnh đau ruột kinh niên cái này hết sạch, chả biết sao đó. Chiêm tinh phương Tây tôi không biết nha. Mấy cái cung ấy, 12 cung, cung này là cái gì, mấy cái đứa nhỏ bây giờ nó thuộc lắm, tôi không biết. Thôi miên tôi cũng không biết nha. Thôi miên đó. Rồi đông y châm cứu thì châm cứu tôi không biết. Nhưng mà đông y tôi biết sơ sơ tí, vì tôi có học kinh dịch. Các bạn để ý, những người nào đông y giỏi là đều phải biết kinh dịch nha. Các cây thuốc, vị thuốc ngày xưa tôi cũng có đọc khá lâu. Đọc khoảng hơn một năm cái bộ của thầy thầy Ngô Tất Lợi Đỗ Tất Lợi. Nôm na là đông y tôi có nghiên cứu, vì ngày xưa tôi học võ nhiều. Võ phải biết đông y để khi mà bị lỡ đánh nhau mà nó gục á, thì phải dùng những cái bài đông y để chữa, chứ không là nó chết đấy các bạn. Đã. Yoga tôi tập sơ sơ nên tôi cũng không có rành lắm. Vặn vẹo tí cho xương cốt nó kêu thôi. Còn đây như mấy cái món này thì tôi học rồi. Nhân tướng, tử vi, kinh dịch, phong thủy, thiền là tôi học rồi. Thì tôi sẽ nói kỹ hơn cho các anh chị về cái món mà tôi học rồi nha. Cái môn kinh dịch là những người nổi tiếng nhất của Việt Nam đều đụng vào nó. Ngô Tất Tố dịch và chú giải, Nguyễn Hiến Lê, Phan Bội Châu, ba ông kẻ cũng to đùng của Việt Nam viết kinh dịch, dịch kinh dịch ra đấy nha. Cái môn này là cái môn mà các bạn càng học càng kinh, gọi là kinh dịch đó. Và đọc đảm bảo buồn ngủ. Các bạn cứ đọc đủ 2 trang là ngủ thôi. Nên rất môn này rất hay, là không bao giờ phải mua thuốc ngủ nữa. Cứ về sắm một quyển gối đầu giường thế là xong. Đấy. Bây giờ mình đi sơ bộ, thử mấy cái ông màu đỏ đỏ này. Đi sơ cái nhé, lát mình đi chi tiết sau để các anh chị hình dung. Nhân tướng là một môn học thống kê về nhân dạng của con người, đặc biệt qua khuôn mặt,
ánh mắt, giọng nói và hành vi. Khuôn mặt thì gọi là bộ vị, hình tướng này. Ánh mắt, giọng nói gọi là thần khí, đúng không? Còn hành vi và thái độ sống gọi là nghiệp của họ, cái nghiệp quá khứ. Còn nếu mà mình nói kỹ hơn là mình nói thêm cốt cách, xương. Xương nó vận hành nhá. Thì các bạn mà hiểu được về nhân tướng thì các bạn hiểu hơn về con người, về mình, sửa mình, biết người. Lưu ý nhé, học nhân tướng không phải để biết người, nhưng học nhân tướng sửa mình. Sửa mình quan trọng hơn biết người, vì nó làm cho các bạn phát triển được bản thân. Bạn nào học nhân tướng mà chỉ biết người mà không sửa được mình, bạn đó chưa đi vào nhân tướng. Bất cứ một môn học gì, việc đầu tiên là phải phát triển được chính mình cái đã. Nếu không đạt được cái chuẩn đó, tôi đánh giá môn đó không đáng học. Học phải để phát triển bản thân chứ. Đó. Ứng dụng trong chọn bạn, chọn đối tác, chọn vợ, chọn chồng, tùy à, các bạn. Môn này học xong rồi là ế tăng lên gấp đôi, rất nguy hiểm à. Vì tiêu chuẩn lúc này mình có rồi, ngày xưa mình không có tiêu chuẩn, nên chọn đại. Cứ thấy anh đã thích, thích là lấy thôi. Còn bây giờ thích là một chuyện, nhưng phải nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn tai, nhìn ánh mắt, nghe giọng nói như thế nào. To cao đẹp trai mà giọng nó dẻo dẻo là nghi liền có sở khanh không. Đấy. Ứng dụng trong quản trị nhân sự, sắp xếp và đào tạo à. Các bạn nhân tướng học mà các bạn sắp xếp khéo thì tôi thấy nó hay hơn DISC rất nhiều. Mà các bạn để ý học DISC ở phương Tây là các bạn lâu lâu được học miễn phí, còn bình thường phải đóng 500 đến 1 triệu là học của người Việt nhé. Còn các bạn học đúng người thầy nước ngoài dạy là 35 triệu một khóa DISC 3 ngày nha. Đó, vợ tôi là học mấy khóa đó rồi đó. Cầm tài liệu về tôi xem hết rồi. Mà mỗi DISC thôi, mà DISC tôi đánh giá là không thể so với nhân tướng học được. Không cách gì so sánh được đó. Nó vênh rất nhiều, nó đơn sơ hơn rất nhiều đó. Nên các bạn hiểu được, các bạn dễ sắp xếp hơn. Rồi các bạn bình tĩnh, thấu đáo hơn trong nhân sự. Các bạn tuyển một người vô, các bạn ước chừng người này có cái tính phản phúc, thì thường 1 đến 2 năm nó sẽ nghỉ việc. Dù các bạn giữ kiểu gì nó vẫn nghỉ việc. Vậy nếu các bạn biết chắc 1 đến 2 năm nghỉ việc thì các bạn làm gì? Sử dụng nó theo dự án, chứ đừng giao những trọng trách mang tính bền vững lâu dài. Như vậy là các bạn thấu đáo hơn trong nhân sự, thì các bạn dùng người mà các bạn rất an vui. Rồi các bạn nhìn cái người mà biết tâm tham nhiều, trả lương nó cao lên một tí thế thôi. Còn mấy cái khoản khác không cấp, nó thích lương cho mỗi lương thôi, vì tâm tham nó mạnh. Còn có những người họ không thích lương nhá, các bạn tăng lương không có ý nghĩa gì đâu. Cái người mà nó nghiêng về mặt lý trí, các bạn phải nói trên nền tảng của hiểu biết, thì họ lại làm việc rất nhiệt tình. Lương thưởng chỉ tác động rất ít thôi đó. Thì mình thấu đáo hơn, thì mình dùng người nó an vui rộng lượng. Và đặc biệt là nếu các bạn lập gia đình thì các bạn biết ông chồng hay bà vợ này khi nào thì chia tay, nên rất an vui và rộng lượng khi người ta đòi chia tay. Đấy. Rồi khi người ta dọa mình chia tay, mình còn biết khi nào thì nó quay về trở lại cơ. Vì khi dọa mình chia tay mà ánh mắt của nó bất an, sợ hãi, thì nó dọa thôi, 3 hôm sau nó quay về trở lại. Tự động các bạn biết à? Không khó đâu. Nên môn nhân tướng là cũng là một môn bổ sung. Các bạn mà nào làm nghề sinh chắc vân tay thì nhân tướng bổ sung tuyệt vời đấy. Nhân tướng nó chắc hơn, bổ sung rất tốt. Đi tư vấn sinh chắc vân tay mà không biết nhân tướng thì tư vấn miên man luôn. Biết nhân tướng tư vấn gọn, co gọn lại. Tử vi, món tử vi ngày xưa tôi học một thời gian xong tôi bỏ. Tôi bỏ vì nó cũng giống như sinh chắc á, vì tôi thấy nó cố định có cuộc đời của người ta lại. Ví dụ ngày giờ đó tôi sinh ra thì ở Việt Nam có khoảng 5.000 thằng nó sinh cùng ngày giờ đấy. Thế là số tôi với số 5.000 thằng nó cứ hao hao nhau. Tôi thấy nó cứ sao sao. Thế có vẻ không đúng lắm. Rồi nó lại cố định cuộc đời của mình suốt 80 năm cuộc đời là đúng theo cái lá số đó. Nó cứ thế nó vận hành 12 cái cung đó. Và nó chốt cuộc đời mình trong đó. Tôi thấy nó lệ thuộc vào định mệnh hơi nhiều, mà thiếu sự nỗ lực của bản thân trong đời sống. Tức là mất đi sự chủ động.
Nên những người bạn nào mà học tử vi ấy, hoặc đi xem tử vi rất hay bị kẹt chứ đấy. Bị kẹt là mình bị kẹt vô định mệnh, thì cái đó cũng không hay lắm nha. Nên cái môn này tôi học một thời gian tôi bỏ. Cái thứ hai là môn này rất nhiều đoạn các bạn không thể hiểu được, buộc các bạn phải thuộc và chấp nhận. Ví dụ 130 mấy vì sao, vì tinh tú trên trời, các bạn chịu chết chả biết tại sao có cái vì đó. Ai thấy cái vì sao đấy, chịu không biết được. Thì nhiều cái nó như thế quá nên tôi thấy cái căn cứ khoa học của nó yếu nên tôi không học. Tôi học một thời gian tôi bỏ. Môn kinh dịch là nó nói về 64 định luật của vũ trụ. Nó nói toàn bộ về 64 định luật của vũ trụ, sự hình thành, phát triển, vận hành của các sự vật hữu hình và vô hình. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ này, cái chuỗi 010101 nhị phân trong máy vi tính có phải là chính là âm và dương trong kinh dịch không? Đó. Nên các bạn để ý rất nhiều thứ bây giờ chúng ta đang lưu trữ theo dạng của kinh dịch ngày xưa lưu trữ. Vậy coi chừng nó là một cái gì đó mà nó vận hành trùng với khoa học của mình mà mình không nhận ra thôi. Đây là cái môn cũng rất là lạ nha. Hiểu sự vận hành của tự nhiên dẫn đến các bạn thuận thiên mà hành động. Biết cương, biết nhu, biết tiến, biết thoái theo hoàn cảnh. Sửa mình để sống hợp lý, hài hòa hơn với tự nhiên. Mình thấy cái tự nhiên nó vận hành như vậy thì mình tìm cách mình sống hài hòa hơn với nó, chứ không phải mình chống lại nó. Con người mà chúng ta sinh ra nhân tạo là chúng ta hay tìm cách chống lại tự nhiên. Tránh thái quá trong vấn đề xin quẻ, cái này dễ mê tín. Kinh dịch cũng sinh ra mê tín nhá. Học các bạn thấy nó đúng mà các bạn chưa cần hiểu, chỉ cần thấy nó đúng là các bạn tin rồi. Tin rồi là sinh ra mê tín đấy. Phong thủy là cái môn mà nó ứng dụng hài hòa giữa thiên nhiên với con người. Thì phong thủy nó có nhiều góc nhìn, nhưng ở đây tôi lấy một cái góc nhìn rất đơn sơ này. Góc nhìn rất đơn sơ nhé. Các bạn đến một cái vùng núi nào đó, gió, nắng, cây, cối, nước, sạch thì có khỏe hơn không? Có khỏe hơn các bạn ở bên cạnh bãi rác không? Như vậy là hai nơi đó là phong thủy khác nhau nhé. Tôi đang nói phong thủy mà mình nhìn thấy được ấy, nó khác nhau. Vậy những cái nắng gió tích cực đó mà nó được đóng lại, nó được tạo thành cái dòng chảy ngầm ở dưới mặt đất hàng nghìn năm thì người ta gọi là long mạch. Và cũng có những cái dòng chảy như vậy nó đóng xuống mặt đất hàng nghìn năm mà các bạn ở bên cạnh cái dòng đó thì các bạn chỉ có nạp được bệnh hoạn vào người mình thôi. Tức là các bạn ở bên cạnh cái dòng đó nó chảy ở bên dưới thì các bạn bị nhiễm bệnh. Nhiễm bệnh về thân thì các bạn sinh ra bệnh tật về thân. Nhiễm bệnh về tâm sinh ra các bạn tinh thần bất ổn. Nó nôm na nó là thế. Thì như vậy nó sinh ra cái môn gọi là môn phong thủy. Phong thủy thì ngày xưa tôi chỉ học có bát trạch thôi, còn huyền không tôi không có học. Tôi học có bát trạch thôi, vì tôi xây nhà tôi với bà xã tôi là cung tuyệt mạng, tức là lấy nhau rồi chết. Tôi hỏi ba ông bảo đúng, cung tuyệt mạng là dễ chết lắm. Sau đến lấy nhau bây giờ 21 năm chưa chết, tôi mới nghĩ lại mấy ông nó nói rất đúng, là ông quên dặn mình là khi nào chết. Nhiều khi 50 năm sau chết, đúng không? Đấy, quên dặn cái đó. Rõ ràng là đã lấy nhau là phải chết. Sau này các bạn làm thầy phong thủy được rồi đấy. Bát trạch đó là 8 hướng thôi. Còn thằng huyền không này nó chia thành 32 hướng, mỗi hướng 5 độ C, 5 độ nha. Thì nó chia nhiều hơn nên thằng này chia lằng nhằng lắm. Tôi xem mấy thằng này tôi mệt luôn đấy. Rồi, hầu như chúng ta bây giờ xem phong thủy là chúng ta xem phần dương chứ không xem phần âm. Cái nhà của các bạn sửa nhà là sửa phần dương, còn các bạn đào cái mộ chôn xuống đất gọi là phần âm. Thì hầu như bây giờ các thầy phong thủy không xem phần âm. Tôi đoán là các thầy không đủ giỏi, các thầy xem âm rất khó. Nhưng khi các bạn hiểu nhân quả rồi, các bạn sẽ quên mấy cái môn này đi. Tự nhiên các bạn quên mấy cái môn này, không cần nữa. Đến một lúc các bạn sẽ quên hết, vì nó toàn bộ nó ngoại cảnh ấy mà, nó không phải cái bên trong mình đâu. Thì cái môn phong thủy nó vậy đó.
thằng Singapore nó can thiệp phong thủy là nó can thiệp phần dương để cho khí vào khí ra hài hòa, nắng gió không khí hài hòa, chứ thằng Singapore nó không có bị kẹt vô phần âm đâu. Nên các bạn nói là Singapore áp dụng phong thủy, tôi khẳng định là đúng, nhưng nó không bị kẹt một cách mê tín như mình, vì phần âm chúng ta không chứng minh được, và phần âm chúng ta cũng chỉ là thằng mù sờ voi thôi. Sách viết sao cứ cố gắng làm giống sách vậy thôi, chứ không biết tại sao nó xảy ra cái điều đấy nha. Đó. Vì tôi với vợ tôi là phạm cung tuyệt mạng, mà ngày xưa thì lấy vợ một thời gian về rồi làm ăn rồi xây hai căn nhà, hai căn nhà lại sát nhau nữa, đâm ra tôi phải sửa nhà, vừa xây vừa sửa, vừa vẽ bản vẽ các kiểu. Nên mà từ đó mình mới biết phong thủy, rồi mới mua sách phong thủy về học, rồi mới đi học thầy tầm sư học đạo, nôm na như thế thì mới biết môn phong thủy. Sau đó tôi xây xong hai căn nhà cũng mất mấy năm, đọc hết 11 quyển về phong thủy, học 2-3 lớp về phong thủy, xong rồi kết thúc mấy năm không thấy chết, không đọc phong thủy nữa. Đấy. Ngày xưa tôi sửa kỹ lắm các bạn, cánh cửa mà thước lỗ ban lệch 1 cm cũng không chịu phải sửa lại cơ. Xong bây giờ mình nghĩ lại mình thấy đúng, hồi đó cũng hơi bị điên, đúng không? Lỡ cái ông lỗ ban đó ông bịa ra thì sao, đúng không? Ở phương Tây nó xài in, nó làm gì có khái niệm thước lỗ ban, có thấy nó chết quái đâu. Nên những cái môn này các bạn gọi là tâm linh cũng đúng, vì nó mê tín nhiều, nó cứ mờ ảo ảo, chả ai chứng minh được. Rồi đến cái môn thiền. Môn thiền là môn rèn luyện tâm thức. Lát nữa tôi đi chi tiết một chút xíu, các anh chị sẽ thấy nó có cái sự khác biệt, để từ đó mình mới đúc kết lại về tâm linh nhé. Môn thiền là môn luyện về tâm thức. Các bạn chạy bộ là luyện về thân thể, tập võ, chạy bộ, bơi. Còn cái này là luyện tâm thức. Cái tâm của chúng ta phải luyện, luyện về tinh thần nha. Và thế giới bây giờ ly hôn và stress tăng hơn ngày xưa nhiều không? Tức là bản chất tâm thức không được rèn luyện. Các bạn cứ nghiệm đi, con người bây giờ gần như không luyện tâm thức, suốt ngày than thở, căng thẳng, mệt mỏi, toàn bộ bị cái này. Ly hôn, xung đột các kiểu, thầy trò đánh nhau các kiểu, họ thiếu cái này này. Cái kỳ rồi chúng tôi đi Phần Lan. Phần Lan nó không biết thiền đâu nha các bạn, nhưng nó áp dụng một cái chiêu khác, đó là nó áp dụng lễ hội và âm nhạc. Người Phần Lan là lễ hội trong năm rất nhiều và âm nhạc rất nhiều. Tất nhiên nó âm nhạc không kiểu như mình, nó không có nỉ non như mình, nó cũng không có rốc quá, nó nhẹ nhàng nhiều. Và lễ hội của nó thì tôi thấy cái mặt trái lễ hội của nó cũng dở, là nó say xỉn nhiều lắm. Nhưng duy nhìn hàng nghìn đứa nó uống bia uống rượu mà không có đứa nào nói lớn tiếng một câu nào, tức là nó càng uống nó càng im. Còn Việt Nam mình càng uống càng nói nhiều, rồi lát nữa đánh nhau, rồi nó ngủ nó gục ngay trên vỉa hè các bạn, thằng nó gục ở bãi cỏ là dân nó cứ kệ cho thằng nó, mấy tiếng sau thằng tỉnh dậy chẳng mất cái gì cả, rác vứt đầy rồi. Phần Lan bẩn lắm, toàn rác rồi. Nhưng ngày hôm sau toàn bộ người dân lọ mọ đi nhặt. Ngày hôm trước là ngày lễ hội thì nó rác đầy ra, nhưng ngày hôm sau, 2-3 ngày hôm sau họ cứ nhặt dần. Cũng hay. Nói chung là sang Phần Lan nhiều cái hay, nhưng tôi thấy cũng thấy nhiều cái buồn cười. Từ từ cái bài về Phần Lan chia sẻ sau cho các anh chị. Chưa soạn xong à, cái nhóm ngoài Hà Nội soạn xong rồi, chuẩn bị chia sẻ ngoài Hà Nội. Rồi. Trong thiền thì lát nữa mình sẽ thấy nó có rất nhiều thứ khác nhau nha. Rồi, lát nữa mình sẽ thấy thiền nó có 3 cái kết quả khác nhau lận. Và chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa các môn phái thiền là vì như thế. Rồi, bây giờ chúng ta mới nhìn vào động lực. Trong nhân tướng học nó nói gì về động lực? Động lực đến từ gò má, tức là động lực đến từ tâm tham. Động lực đến từ cái mũi cao là động lực đến từ bên trong, nó gọi là nội lực. Hai cái này khác nhau. Mà đặc thù của tâm tham là phải có mồi nó mới làm, không có mồi nó không làm. Tức là làm dự án này kiếm được bao nhiêu tiền,
phi vụ này tao được bao nhiêu phần trăm thì nó mới làm. Lương thưởng cao không nó mới làm. Vậy khi cắt lương thưởng đi, cắt quyền lợi đi, lập tức nó không làm nữa. Vậy động lực này nó cạn, có đó rồi mất đó. Còn cái động lực này này, nó sâu này. Động lực này nó duy trì bền bỉ hơn. Quyền lợi có nó vẫn làm, quyền lợi không có nó vẫn làm. Vì đơn giản nó hứa là nó làm. Nên các anh chị để ý này, cái người nữ mà mũi cao và người nam mũi cao là họ quyết tâm hơn người bình thường. Mà họ quyết tâm trong cả những lúc khó khăn nhất. Còn cái người mũi tẹt ấy, là họ thiếu quyết tâm. Nên trong khó khăn trở ngại họ hay thở dài, họ hay chán nản. Cái người gò má cao là tâm tham nó mạnh, sự dính mắc, sự đòi hỏi, mong cầu nhiều. Mà dính mắc đòi hỏi mong cầu ở ngoài đời nó gọi là nhu cầu nhiều. Mà nhu cầu nhiều thì nó gọi là động lực sống. Người này mà phối hợp với mắt lộ và mắt ướt. Mắt lộ là mắt nó hơi lồi ra. Mắt ướt tức là nhìn ánh mắt nó cứ long lanh cả lên. Thì cảm xúc nó nhiều. Cái người có tâm tham mà lại cảm xúc nhiều thì dễ bị lừa không? Dễ bị lừa vào những cái vòng xoáy đa cấp không? Dễ bị lừa vào những cái phi vụ mờ ám không? Dễ. Dễ bị một cái anh chàng sở khanh lừa không? Dễ luôn. Đó. Nên chúng ta nhìn đây thì chúng ta phải cảnh giác nha. Rồi. Lời nói mạnh. Lời nói mạnh tức là họ có uy lực. Người có lòng tham mà lại cảm xúc, mà lại có uy lực thì làm được việc lớn. Nhưng đôi khi bị lừa trắng tay. Vì họ cảm xúc tức là thiếu lý trí. Nhưng vì lời nói họ mạnh nên họ làm được nhiều việc lớn. Vì họ có uy lực ở bên trong. Lời nói mạnh là khí nó mạnh. Khí nó thuộc về bộ rễ đấy. Mắt nó thuộc về thần, cũng là vì bộ rễ nó ngược nhau. Vậy người này này, quyết liệt, gò má cao, lời nói mạnh là quyết liệt. Nhưng mắt lộ mắt ướt là dễ vui dễ giận. Dễ vui dễ giận. Rồi gò má cao là dính mắc, là đòi hỏi, là lệ thuộc. Mà dính mắc đòi hỏi lệ thuộc cũng thể hiện là mắt lộ mắt ướt, cảm xúc nhiều, nó dính mắc. Nên chúng ta để ý giữa nam và nữ là thường gò má người nữ lớn hơn gò má người nam. Hai vợ chồng lấy nhau 10 cặp thì hết 7 cặp gò má người nữ lớn hơn gò má người nam. Nên người nữ dính mắc và đòi hỏi nhiều hơn. Dính mắc vào đứa con, dính mắc vào cái nhà của mình, dính mắc vào ông chồng của mình. Cứ dính mắc đòi hỏi này rất nhiều. Và họ gọi cái dính mắc đòi hỏi này là tình yêu. Đây cái chết chỗ này này. Tức là yêu thương hay ràng buộc. Thầy Minh Niệm có cái câu đấy, yêu thương hay ràng buộc. Rồi. Cái này mà các bạn nào muốn xử lý nhá, bạn nào mà có gò má cao này hoặc gò má lớn này, mắt lộ mắt ướt này, rồi cảm thấy mình làm việc mà dễ vui dễ giận, hoặc là mình rất là quyết liệt theo cái kiểu dễ vui dễ giận, thì các bạn chắc chắn dính mắc đòi hỏi và lệ thuộc rồi. Vui lòng lên trên mạng tìm này, yêu thương hay ràng buộc, enter. Yêu thương hay ràng buộc, enter. Thì nó ra hàng loạt bài giảng của thầy Minh Niệm. Và rất nhiều những bài giảng của thầy Minh Niệm giải cái bài toán này cho các bạn. Bài toán này bản chất là các bạn buông bớt mong cầu, buông bớt đòi hỏi thì gia đình nó êm có bấy nhiêu thôi. Rồi, còn bạn này thì ngon hơn đúng không? Mũi cao, ý chí nghị lực tốt, mắt sáng là người quan sát cuộc đời tốt, thông minh. Lời nói mạnh là có khí lực, có uy lực, bình tĩnh là tâm bình tĩnh. Thì người này trộn lại thì dễ chấp nhận cuộc sống, có tâm xả ly. Cuộc sống khó khăn cũng được, chơi được. Cuộc sống thuận lợi cũng chơi được. Ít bị tâm tham chi phối, sống dễ vui vẻ hòa đồng. Tìm được người như thế này nên phối hợp, săn ngay không cho nó thoát. Nữ mà tìm được người nam như thế này, săn ngay không cho nó thoát. Bằng mọi cách dụ dỗ cho nó vào chồng cho tôi nha. Rồi.
Rồi chúng ta nhìn sang một cái hình của ông Louis Pasteur. Chúng ta mới nhìn này, cái gò má của ông này này là gò má trung bình, thậm chí là hơi nhỏ. Cái gò má. Còn các bạn nhìn cái gò má này này, các bạn thấy không? Nó khác không? Gò má thấy nó khác không? Nó nhô lên không? Diện tích nó lớn mà nó nhô lên. Còn gò má của ông Louis Pasteur này nó nhỏ hơn, nó không có nhô lên. Như vậy ông này lòng tham không có, rất ít. Mũi cao là ý chí nghị lực, trán cao mà có nét vuông là người thông minh mà quyết liệt. Trán cao có nét vuông, thông minh mà quyết liệt, vì nét vuông là nét dương. Mũi cao là người có nghị lực hơn người, mà lại ít lòng tham. Vậy có trí tuệ, có nghị lực, mà ông ta là một nhà khoa học, là gì? Muốn cho mọi người không bị chết vì bệnh dại, hay là ông ta muốn kiếm được tiền qua cái virus? Các bạn thấy cái hiện tượng nước Nhật nó tìm ra cái viên thuốc để chữa được một phần nào virus COVID-19 ấy, là nó bán hay nó cho? Nó cho đấy. Vậy là cái động lực đó là động lực đến từ đạo đức. Ông Louis Pasteur này cũng thế. Ông ta làm ra vaccine và ông ta đem đi cho. Cả thế giới dùng công thức của ông ta, cho cả thế giới. Vậy cái cho đó nó thể hiện một người có nghị lực và đạo đức hơn người. Nên chúng ta ở đây nhìn vào mấy điểm. Hành vi và thái độ sống đây. Hiếm người nào cứu sống nhiều sinh mạng hơn Louis Pasteur. Những vaccine của ông đã bảo vệ hàng triệu dân, và vaccine của ông ta cho, không giữ bản quyền, cho đi toàn bộ. Vậy đây là nó thể hiện hành vi và thái độ sống. Trán nó thể hiện trí tuệ và độ quyết liệt. Gò má nó thể hiện ông này không tham. Vậy các bạn biết xem chưa? Đâu có quá khó đâu. Rồi chúng ta nhìn sang một bức hình của mẹ Teresa. Đây là một bức hình của mẹ Teresa nha. Chúng ta nhìn vào hành vi của mẹ này. Hành vi này, hành vi là ôm một cái đứa trẻ châu Phi bị bệnh vào trong lòng. Và mẹ làm cái việc này 50 năm. Những cái trại tế bần của mẹ suốt ngày cứu những cái người nghèo khổ, cứu những người chết đói, cứu những người bệnh tật. Người nào mẹ cứu được thì tốt, mẹ không cứu được mẹ đem chôn. Và mẹ làm cái này cả một cuộc đời. Vì mẹ làm cả một cuộc đời, đâm ra mẹ nói một câu rất hay. Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại. Vậy cái hành vi và cái khẩu khí này này, nó thể hiện là gì? Nghị lực và đạo đức hơn người. Làm duy trì 50 năm, nghị lực hơn người. Và làm việc giúp người, đạo đức hơn người. Nhìn hình tướng này, đây là nhìn ở khẩu khí nhé. Nhìn ở hành vi thái độ, nhìn hình tướng này. Mũi mẹ cao hay thấp? Các bạn nhìn sống mũi của mẹ rất cao. Mũi thông thiên, mũi thông lên trên trán luôn. Không có bị gãy chỗ này. Mũi thông thiên là người ý chí nghị lực hơn người đấy. Ánh mắt của mẹ giống ánh mắt của diễn viên không? Hay một cái ánh mắt nhìn nó đầy uy lực và nhìn đi ra xa xăm. Ánh mắt của một người trầm tư. Ánh mắt trầm tư suy nghĩ cách nào để giúp tụi này. Như vậy chúng ta mới nhìn vào đây, chúng ta mới thấy mũi cao thẳng là hình tướng, ánh mắt sáng bình tĩnh là thần, lời nói trình bày rõ ràng, lời nói là khí, và việc khó khăn, làm việc thiện nguyện 50 năm là khó khăn, liên tục ngày nào cũng làm, mà hành vi thái độ vẫn duy trì ổn định. Vậy các bạn mới thấy bốn cách xem tướng chưa? Hành vi thái độ khớp với thần, khớp với khí, khớp với luôn cả hình tướng. Vậy những người này các bạn chỉ cần xem sơ là nó đúng luôn, không cần xem quá kỹ, nó đúng luôn. Vì bốn cách xem tướng nó khớp với nhau hết. Nếu thấy hay, hãy like, share, follow để lan tỏa và cập nhật video mới.